Hello, xin chào cô chú chị đã chăn nuôi Bến Tre. Hôm nay lên hang bò cái mẫu nuôi con chú gì? Con cái bô xin chữa tơ với con siêu đỏ. Nghe ha. Giờ mời cô chú xem nội dung hay cả ý mua hay liên hệ cho em. Hang bò là kiểu mẫu nuôi giống sinh sản rất tốt mà, mọi là đẹp luôn. Giá ok luôn chú chị. Đây. Thì trước mặt chúng ta hình ảnh nè, hang bò cái nè. Đó, con siêu đỏ nghe ha. Cũng tầm 5 tháng 6 tháng, ăn uống mạnh thôi, không có nóng la gì hết. Ú bò ha, chân cẳng quan sát không có muốn úp xe xuống núng ruột gì hết nè. Nè, thấy không? Đúng rồi, có đúng vậy, siêu đỏ rất là đẹp. Sái mặt này, sái lưng này nghiêm chỉnh hết ha. Đầu tôi rủi luôn, sái lưng nè. Đây. Đó. Con này thì chiều cao đó không sao, là 1m06 thôi, giữa lưng là 1m bò ha. Đó. F1, xương to, con siêu này xương rất là to bò. À. Xương xương to hay chứ không chị, siêu đỏ. Anh good ạ. Vú nè, thấy không? Gặp mình nó đặt bò ha. Đá đoạn rất dài. Đây. Thì tới con Bushin tơ chữa này. Con này chữa 6 tháng 6 tháng rưỡi bò rồi ha. Đó. Con này thì chữa được 6 tháng 6 tháng rưỡi bò tơ chữa ha chú anh chị. Thì em bao chữa gì trong vòng 3 ngày thì cô chú anh chị phải thăm khám lại cho em cái ha. Xác minh coi có chữa hay không ha. Nếu không chữa thì bên em thu hồi bò về. Liên bò tơ chữa thì em chỉ bao chữa thôi nha. Đó. Chân cẳng nè, cô không có muốn úp xe xuống lún luôn hết, dần lún yếm mà cô chú chị. Vú rảnh nè ha, xuống vú nè. Đó, lún. Con này quan sát cũng sái mặt nè, rất là nghiêm chỉnh luôn. Yếm nè. Cặp mình lông da mỏng dớn ha. Nè, gu bật luôn chú chị. Sái lưng là rất là tốt ha. Sái chính luôn. Thì chiều cao con này em đo chưa? Lưng là 1m25-6 bò ha, nếu đó không sao phải 1m33-34 bò đó. Bò tơ mà nó tàn vậy thì sau này đẻ là còn nở nó ăn luôn chú chị. Đít nè đó, con này nó đẻ là còn nở là bò nữa ha, nó còn phát triển chiều cao chiều ngang nữa nha. Đó thì em báo giá luôn, con này anh chủ nhà anh bán giá là 24 triệu ha, giá tại chuồng đó. Còn con siêu đỏ này thì bán giá là 13 triệu đó. Thì cô chú anh chị nói gần xa ưng ý được mua liên hệ cho em để mình sở hữu về mình làm giống ha, kinh tế đó. Chân nè, thấy không, chân sao mà cứ vậy. Lông da bây giờ mỏng, mình là đắt đặt bò nè, hai con ha. Con giá 24, con giá 13. Bán giá tại chuồng ha chú chị. Đó. Thì cô chú chị ở gần xa thấy ưng ý được giá này mua thì liên hệ giùm em. Đó, cái siêu nè, chiều cao không sao là 1m06 ha, giữa lưng là 1m bò, con này tầm 5 tháng nữa. Lên ăn uống là mạnh rồi, không có nóng ra gì hết đấy cô chú chị. Mình cũng rất tốt bò ha. Rồi giờ hình ảnh cũng gửi đợi đến cho chú chị mình xem đó, lấy ưng ý được mua cái gì giá nè. Chân cẳng em bảo hành cô chú rồi, bao tặc lỗi lên kiểm tra bò trước khi thanh toán ha. Bò rất đẹp. Đây
con này nuôi sao là tàn phát triển chiều cao ha, thằng bự là tàn lớn luôn cũng chạy đi mẹ nó rồi, mẹ bò bô xin bò bự đó là nè ha. Đây tấn bô xin nè, tơ chữa nè, chữa 6 tháng 6 rưỡi bò nè đó. Mình hết biết không, đứt dạ nó dừng ha, đây quay chi tiết cho cô chú nhìn xem nè. Rồi giờ hình ảnh gửi hết cho cô chú chị mình xem hết rồi, mong cô chú chị mình thấy cái giá ưng ý mua liên hệ cho mình em ha. Đó. Rồi để tiếp tục hình ảnh năm nay lên hai bộ mẹ con ha, mẹ này mẹ mua xin nè, ôm con được gu ha, hai bộ ôm ngay được hết mà được gu hết của chúng chị. Bên kia bộ mẹ Redman ha, thì con bộ mẹ bô xin này chiều cao đo là 1m35 bò không sao ha, đó giữa sai cũng phải 1m3 bò ha chúng chị, chân cẳng không có bú úp xe xuống đúng ruột hết đây đó. À, đẻ con nè, ăn được ha, hiện bộ nhỏ là con bộ Redman, còn con bự thì con bò bô xin nè ha, mời con thả tháng mấy thì tầm tháng rưỡi bò đó, đó. Chân cẳng đúng vậy, không có muốn xe xuống đúng ruột gì hết, đực thì sái rồi, em quan sát là sái lên tích nghiêm chỉnh hết nha mẹ con nè, sẽ tích nghiêm chỉnh. Đây sông lưng mẹ đang lên giống nha chú chị, tính là lại nhảy giống hay không, nhảy giống như ta à, đúng liếm đúng chèn luôn nè. Đây đó thì ba em bán bò, bò mẹ con thì em bao lòi đom cho cô chú chừng 3 tháng ha, bán bao lòi đom cho cô chú chừng 3 tháng luôn ha đó. Mẹ con đã giá là 23 triệu đó, giá chốt tại chuồng nè, qua to luôn nè, đang lên giống luôn cô chú anh chị. Đây con nghe nè, con Redman này thì giá tiền là mẹ con Redman này giá là 21 triệu đó, bộ 23 bộ 21 ha, tầm trăm mấy đủ lại. Thì bởi ra cái nghe hả? Được rồi, nào phải có dắt cái này không? Không. Trời ơi, cái này ấy, Linh rồi. Nó là trở thông chuyện nghe con á. Trời ơi, nó đang ấy mà cần cho vậy á. Để mời nó nãy. Đây. Nói ông tà nó về, đi ông tà nó về. Nó lẹ, Linh. Thì hai bộ mẹ con ha, bộ 21 bộ 23 thì cô chú chị thấy ưng ý mua liên hệ bò em bán làm bao tật lỗi cho cô chú chị mình hết ha, chân cẳng rồi không có bú úp xe xuống lúng ruột như hết đó. Thì lòi đơm thì em bao cho cô chú chừng 3 tháng nha. Con bự này là cái con địch bệnh đó nha. Đó. Con này, con này hình ảnh. Con bán cũng như bắt thịt không? Cứ lo chụp cho đủ như bắt thịt không? Đó, con bò này đang nó giống rồi, cô chú chị mình mua về nè. Cấy luôn ha. Cũng yếm đầy đủ mà. Bò là đẻ mới con thứ hai chứ nhau. Con này con thứ hai đó rồi. Ừ đó cái sừng nó thấy đó, nó còn đó đó. Đó. Chồng.
tại vì mà có ngá nữa mà nó, tại vì nó biết sao không, nó hơi bắt bò ngá, tao có cho nó bò phải nó bắt bò mẹ con rồi tao tao đây đó đực rồi đực gu chuẩn kìa, nó đang lên giống con là giờ vậy vậy cái để bộ này xong này còn nhà. Với bò kem nữa tao dắt tao chặt. Rồi. Bây giờ hình ảnh gửi cho đầy đủ cho cô chú xem hết, mong cô chú nhìn thấy giá ưng ý mua thì liên hệ cho em ha. Ba người mà như này xin chung á. Vậy là giờ biết sao nghe đẻ về cái mình cái gì mình cháy. Đó vậy giờ cái mà hay cái gì đâu. Bảo ăn bảo làm cho ngon đó. Bảo hành vậy thôi. Ở đây chứ bán hành ra hả? Quá lồi này kia ta cho tả lại cho nó sợ. Giờ có bán ngủ vô trong như trước vậy.